chín rồi anh em ơi, bạch rồi này anh em, la hoài chín rồi anh em, để xuống bắt lên ha. Chấm hôm nay mặc lọ luôn. Chấm còn con nằm dưới đây nữa nha anh em. Để mình bỏ con này vô và mình sửa cái lập lại nha anh em. Đưa ra giữa mương, nó nằm sát đứng la ngoài cái bụi môn đó, la hoài nó cũng đá một bao rồi. Vậy bỏ bao nha anh em, bây giờ dính con nữa mình quay cho anh em coi nha, rồi không dính thì mình chỉ bắt con thôi anh em ơi. Rồi chào anh em nha. Bữa nay trúng mánh nha anh em, giờ làm nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 đứa. Đây ngày hôm nay thành quả ngày hôm nay đây anh em ơi, 8 đứa nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 đứa ngày hôm nay đây. Nay trúng mánh nha anh em, nay đi được 8 con. Giờ về cho em nó tắm rửa ăn uống ngủ. Con nuôi em bổi này không biết chừng nào mới về ăn nè, tung tét đầu tét đít chân nè. Đây con nữa nè, bên đây con nữa nè. Rồi chào anh em nha, giờ mà mình đi làm đây. Nếu anh em thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Đi cầm cái điện thoại không mà quay không được, toàn là dính rồi mới quay không à. Mình không có cây cắm mà là máy quay để quay nha anh em. Quay toàn điện thoại không à, không có quay được cận cảnh, toàn đặt dưới mương không có quay được. Mấy cái clip dính rồi mới quay không à. Thôi chào anh em nha, giờ làm quá đây, bye bye anh em nha.